Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 20. Trong lúc đó, Ê-xê-chia bị bệnh nặng gần chết. Tiên tri Ê-sai con trai A-mốt đến cùng người và nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Hãy trối lại cho nhà ngươi, vì ngươi sẽ thác chẳng sống được đâu. Ê-xê-chia bèn xây mặt mình vào phía vách và cầu nguyện Đức Giê-hô-va mà rằng: Ôi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại rằng tôi đã lấy sự thành thật và lòng trọn lành đi trước mặt Chúa và làm theo điều tốt lành tại trước mặt Ngài. Đoạn, Ê-xê-chia khóc rất thảm thiết. Ê-sai chưa đi khỏi thành trong, có lời của Đức Giê-hô-va phán với người rằng: Hãy trở lại nói với Ê-xê-chia, vua của dân sự ta rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Đa-vít tổ phụ ngươi phán như vậy: Ta có nghe lời cầu nguyện ngươi, thấy nước mắt của ngươi. Này, ta sẽ chữa lành cho ngươi. Đến ngày thứ ba, ngươi sẽ đi lên đền của Đức Giê-hô-va. Ta sẽ thêm tuổi ngươi 15 năm. Ta sẽ giải cứu ngươi và thành này khỏi tay vua A-si-ri. Vì cớ ta và Đa-vít kẻ tôi tớ ta sẽ binh vực thành này. Ê-sai bèn biểu: Hãy lấy một cái bánh trái vả. Người ta lấy nó đắp trên một ung thì vua được lành. Vả Ê-xê-chia đã hỏi Ê-sai rằng: Bởi dấu nào tôi phải nhìn rằng Đức Giê-hô-va sẽ chữa lành cho tôi và đến ngày thứ ba tôi sẽ được đi lên đền của Ngài? Ê-sai đáp: Này là dấu Đức Giê-hô-va ban cho ngươi, đặng làm chứng cho ngươi biết Ngài sẽ làm thành điều Ngài đã phán ra. Ngươi muốn bắn tới trước 10 độ hay là lui lại 10 độ chăng? Ê-xê-chia đáp: Bắn tới trước 10 độ thì chẳng khó gì. Không, thà nó lui lại sau 10 độ thì hơn. Thầy tiên tri Ê-sai cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Ngài bèn đem bóng đã dọi trên trắc ảnh A-cha lui lại 10 độ, là 10 độ đã xuống rồi. Trong lúc đó, Bê-rô-đát Ba-la-đan, con trai Ba-la-đan vua Babylon, gửi thơ và lễ vật cho Ê-xê-chia, vì người đã hay rằng Ê-xê-chia đau. Ê-xê-chia nghe lời các sứ giả tâu thì vui mừng, bèn dẫn chúng viếng đền là nơi chứa các vật quý, bạc, vàng, thuốc thơm, dầu quý, lại cho xem trại cơ khí và mọi vật trong kho tàng mình. Chẳng có chi trong đền hoặc trong nước mà Ê-xê-chia không cho chúng xem thấy. Tiên tri Ê-sai bèn đi đến vua Ê-xê-chia và hỏi người rằng: Các người đó nói chi và ở xứ nào đến? Ê-xê-chia đáp: Chúng đến từ xứ xa, từ Babylon. Ê-sai tiếp: Vua cho chúng xem chi trong đền của vua? Ê-xê-chia đáp: Chúng có thấy mọi vật ở trong đền ta, chẳng gì trong các kho tàng ta mà ta chẳng chỉ cho chúng xem. Ê-sai bèn nói với Ê-xê-chia rằng: Hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Thì giờ sẽ đến khi mọi vật ở trong đền vua, mọi vật mà các tổ phụ vua đã chất chứa trong kho tàng cho đến ngày nay đều sẽ bị đem qua Babylon. Đức Giê-hô-va phán: Sẽ chẳng còn chi lại hết. Lại, những đứa con trai của vua do nơi vua sinh ra sẽ bị bắt dẫn đi làm hoạn quan trong đền vua Babylon. Ê-xê-chia đáp với Ê-sai rằng: Lời của Đức Giê-hô-va mà ngươi đã nói là thiện. Người tiếp: Ít nữa trong đời tôi sẽ có điều bình yên và sự vững vàng chăng? Các chuyện khác của Ê-xê-chia, sự mạnh dạn người, cuộc xây hồ chứa nước và kinh dẫn nước vào trong thành đều chép trong sử ký về các vua Giu-đa. Ê-xê-chia an giấc cùng các tổ phụ mình. Ma-na-xê, con trai người, kế vị người. Chương 21. Ma-na-xê được 12 tuổi khi người lên làm vua. Người cai trị 55 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Hephzibah. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va và theo sự thờ phượng gớm ghiếc của các dân tộc
mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Người sửa xây lại các nơi cao mà Ê-xê-chia cha người đã phá hủy, lập bàn thờ cho Ba-anh, dựng hình tượng Asherah giống như của Ahab vua Israel đã làm, cúng thờ toàn cơ binh trên trời và hầu việc nó. Người cũng lập bàn thờ trong đền của Đức Giê-hô-va, mà Đức Giê-hô-va có phán về đền thờ rằng: ấy tại nơi Giê-ru-sa-lem ta để danh ta ngự. Người xây những bàn thờ cho toàn cơ binh trên trời tại nơi hai hành lang về đền thờ của Đức Giê-hô-va. Người đưa con trai mình qua lửa, tập tành phép thiên văn và việc bói điềm, lập lên những đồng cốt và thầy bói. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va quá chừng, chọc giận Ngài hoài. Còn hình tượng Asherah mà người đã làm thì người dựng trong đền thờ mà Đức Giê-hô-va có phán với David và Sa-lô-môn con trai người rằng: ấy trong đền này và trong Giê-ru-sa-lem, thành ta đã chọn trong các chi phái Israel, mà ta sẽ đặt danh ta ngự đời đời. Nếu Israel lo gìn giữ mọi điều ta đã phán dạy, mọi luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho chúng nó, thì ta sẽ chẳng để dân Israel đi siêu lạc ngoài xứ mà ta đã ban cho tổ phụ chúng nó. Nhưng chúng nó không nghe, chúng nó bị Ma-na-se quyến dụ làm gian ác hơn các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã tuyệt diệt khỏi trước mặt dân Israel. Đức Giê-hô-va bèn cậy các tiên tri là tôi tớ Ngài mà phán rằng: vì Ma-na-se vua Giu-đa đã phạm những sự gớm ghiếc ấy và có làm ác hơn mọi điều dân Amorít đã làm trước người, cùng quyến dụ Giu-đa phạm tội với hình tượng nó. Vì cớ đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: kìa, ta sẽ giáng trên Giê-ru-sa-lem và trên Giu-đa những tai họa cả thể, đến đổi phàm ai nghe nói đến phải lùng bùng lỗ tai. Ta sẽ giăng trên Giê-ru-sa-lem dây đo Samari và cân nhà của Ahab. Ta sẽ xóa sạch Giê-ru-sa-lem như người ta chùi rửa cái dĩa rồi úp nó xuống sau khi rửa xong. Ta sẽ từ bỏ phần còn sót lại về sản nghiệp ta, phó chúng nó vào tay thù nghịch chúng nó. Chúng nó sẽ trở thành hóa tài và miếng mồi của họ, vì chúng nó làm những điều ác trước mặt ta, chọc giận ta từ ngày tổ phụ chúng nó ra khỏi Ai Cập cho đến ngày nay. Ma-na-se cũng đổ nhiều huyết vô tội ra, đến đổi Giê-ru-sa-lem bị ngập từ đầu này đến đầu kia. Lại phụ thêm những tội lỗi người phạm, gây cho Giu-đa phạm tội nữa và làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Các chuyện khác của Ma-na-se, những công việc người và tội người đã phạm đều chép trong sử ký về các vua Giu-đa. Ma-na-se an giấc với tổ phụ người, được chôn trong vườn của đền người, tức trong vườn U-sa. A-môn, con trai người, cai trị thế cho người. Khi A-môn lên làm vua, tuổi được 22, người cai trị 2 năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ người tên là Mê-su-lê-mết, con gái của Ha-rút, cháu của Dô-ba. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va y như Ma-na-se cha người đã làm. Người đi theo y một đường của cha người, hầu việc hình tượng mà cha người đã hầu việc và quỳ lại trước mặt chúng nó. Người lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, không đi theo con đường của Đức Giê-hô-va. Vả, những tôi tớ của A-môn mưu phản người và giết người tại trong đền vua. Nhưng dân của xứ giết hết thảy những kẻ phản nghịch vua A-môn và tôn Giô-si-a con trai người lên làm vua thế cho người. Các chuyện khác của A-môn và công việc người làm đều chép trong sử ký về các vua Giu-đa. Người được chôn trong mồ mả người nơi vườn U-sa. Rồi Giô-si-a con trai người kế vị người. Chương 22. Khi Giô-si-a lên làm vua được 8 tuổi, người cai trị 31 năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ người tên là Giê-đi-đa, con gái của A-đa-gia, cháu Bô-cát. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo trọn con đường của Đa-vít tổ phụ mình, không tẻ tách hoặc về bên hữu hoặc về bên tả. Năm thứ 18 đời Giô-si-a, vua sai thơ ký Sa-phan, con trai A-sa-lia, cháu Mê-su-lam đến đền Đức Giê-hô-va mà dặn rằng:
hãy đi lên thầy tế lễ thượng phẩm hình kia. Đếm bạc đã đem đến trong đền thờ của Đức Giê-hô-va, tức là bạc mà các người giữ cửa đền thờ đã thâu lấy nơi dân sự. Đoạn, hãy giao bạc ấy cho những kẻ coi sóc việc đền thờ của Đức Giê-hô-va, để họ giao lại cho thợ, sửa sang các nơi hư nứt của đền thờ, tức thợ mộc, thợ xây cất, thợ hồ, và dùng mua gỗ và đá đẽo đặng tu bổ đền lại. Song chớ tính sổ bạc giao nơi tay chúng, vì chúng vốn làm thành thật. Thầy tế lễ thượng phẩm hình kia nói với thơ ký Sa Phan rằng: tôi đã tìm được quyển luật pháp trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Hình kia trao quyển sách đó cho Sa Phan và người đọc nó. Đoạn, thơ ký Sa Phan đến tìm vua, thuật lại điều này mà rằng: các tôi tớ vua đã đóng bạc tìm đặng trong đền thờ và đã giao nơi tay các người lo coi sóc công việc đền thờ của Đức Giê-hô-va. Thơ ký Sa Phan lại nói rằng: thầy tế lễ thượng phẩm Hinh kia có trao cho tôi một quyển sách. Đoạn Sa Phan đọc sách đó trước mặt vua. Vua vừa nghe các lời của sách luật pháp liền xé quần áo mình. Đoạn vua truyền lệnh cho thầy tế lễ Hinh kia, cho Ahikam con trai Sa Phan, cho Ạc Bồ con trai Mikaya, cho Sa Phan thơ ký và cho Asaya đầy tớ của vua mà rằng: hãy đi cầu vấn Đức Giê-hô-va cho ta, cho dân sự và cho cả Giu-đa về các lời của sách mới tìm được. Vì cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng chúng ta thật là lớn lao. Tại tổ phụ chúng ta không có nghe theo các lời của sách này và không làm theo điều đã truyền phán cho chúng ta. Vậy, thầy tế lễ Hinh kia, Ahikam, Ạc Bồ, Sa Phan và Asaya đi tìm nữ tiên tri Hunda, vợ của Sa-lum, người giữ áo lễ, con trai của Tiết-va, cháu của Hạc-ha, người ở tại Jerusalem trong quận thứ nhì. Chúng nói chuyện với nàng. Nàng bèn nói rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel nói như vậy: hãy nói với người sai các ngươi đến ta rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: ta sẽ dẫn tai họa trên chỗ này và trên dân cư nó, làm hoàn thành mọi lời của sách mà vua Giu-đa đã đọc. Bởi vì dân Giu-đa đã lìa bỏ ta, đốt hương cho các thần khác, chọc ta giận vì các công việc của tay chúng nó, nên cơn giận ta sẽ nổi lên cùng chỗ này không hề nguôi. Còn về vua Giu-đa đã sai các ngươi cầu vấn Đức Giê-hô-va, thì hãy nói với người rằng: về các lời người đã nghe Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: khi ngươi nghe lời ta phán nghịch cùng chỗ này và nghịch cùng dân cư nó rằng: chỗ này sẽ bị phá hoang, dân cư trở thành rủa xả, thì ngươi có lòng mềm mại, hạ mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, xé quần áo mình và khóc lóc trước mặt ta. Bởi vậy cho nên ta cũng có nghe ngươi. Kìa, ta sẽ thâu ngươi về cùng các tổ phụ ngươi, và ngươi sẽ được thâu vào nơi mồ mả ngươi cách bình an, và mắt ngươi sẽ chẳng thấy những điều tai họa mà ta toan giáng xuống trên chỗ này. Chúng bèn tâu lại cho vua những lời ấy. Chương 6. Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hellenic phàn nàn nghịch cùng người Hebrew, vì những người quá bùa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hàng ngày. 12 sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại mà nói rằng: bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Philip, Bô-cô-rơ, Nicanor, Timôn, Ba-mê-na và Nicola là người Antioch mới theo đạo Giu-đa, và trình 7 người đó cho các sứ đồ. Các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên. Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm, cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa.
Ê-tiên được đầy ơn và quyền, làm dấu kỳ phép lạ rất lớn trong dân. Nhưng có mấy hội viên của nhà hội gọi là nhà hội của bọn được tự do, với những người quê ở Cyrene, người quê ở Alexander, cùng người Juda ở xứ Cilici và xứ Asi nổi lên mà cãi lẫy cùng Ê-tiên. Song chúng không chống lại nổi với trí khôn người, cùng với Đức Thánh Linh là đấng người nhờ mà nói. Bèn xúi xỉm mấy người đặng nói rằng: chúng ta đã nghe người nói ra những lời phạm đến Môi-se và Đức Chúa Trời. Chúng xúi dân sự, các trưởng lão và các thầy thông giáo, rồi xông vào người, dùng sức mạnh bắt và điệu đến trước tòa công luận. Chúng đặt ra những kẻ chứng dối nói rằng: người này hằng nói những lời phạm đến nơi thánh và luật pháp. Vì chính chúng ta đã nghe người nói rằng: Giê-xu ở Nazareth này sẽ phá nơi đây và đổi tục lệ mà Môi-se đã truyền lại cho chúng ta. Bây giờ, phàm những người ngồi tại tòa công luận đều ngó chăm Ê-tiên, thấy mặt người như mặt thiên sứ vậy. Chương 7. Thầy cả thượng phẩm bèn hỏi Ê-tiên rằng: có phải thật như vậy chăng? Ê-tiên trả lời rằng: hỡi các anh, các cha, xin nghe lời tôi. Đức Chúa Trời vinh hiển đã hiện ra cùng tổ chúng ta là Abraham khi người còn ở tại Mesopotami, chưa đến ở tại Charan, mà phán rằng: hãy ra khỏi quê hương và bà con ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Bây giờ người ra khỏi xứ Canđê rồi đến thành Charan. Từ đó, lúc cha người qua đời rồi, Đức Chúa Trời khiến người từ nơi đó qua xứ các ông hiện đang ở. Ngài chẳng ban cho người sản nghiệp gì trong xứ này, dầu một thẻo đất lọt bằng chân cũng không. Nhưng Ngài hứa ban xứ này làm kỷ vật cho người và dòng dõi người nữa, dẫu bây giờ người chưa có con cái mặc lòng. Đức Chúa Trời phán như vậy: dòng dõi ngươi sẽ ở ngụ nơi đất khách, người ta sẽ bắt chúng nó làm tôi và hà hiếp trong 400 năm. Đức Chúa Trời lại phán rằng: nhưng ta sẽ đoán xét dân đã bắt chúng nó làm tôi. Kế đó, chúng nó sẽ ra khỏi và thờ phượng ta trong nơi này. Đoạn Đức Chúa Trời ban cho người sự giao ước về phép cắt bì. Ấy vậy, khi Abraham đã sanh một con trai là Isaac thì làm phép cắt bì cho trong ngày thứ 8. Isaac làm phép cắt bì cho Jacob, và Jacob làm phép ấy cho 12 tổ phụ. 12 tổ phụ ghen ghét Joseph nên bán qua xứ Ai Cập, nhưng Đức Chúa Trời ở cùng người. Ngài giải cứu người khỏi cảnh khó khăn và cho đầy ơn và trí trước mặt Pharaoh vua Ai Cập. Vua ấy lập người làm tể tướng cai quản xứ Ai Cập và cả nhà vua nữa. Bây giờ xảy có cơn đói kém trong cả xứ Ai Cập và xứ Canaan. Sự túng ngặt lớn lắm, tổ phụ chúng ta chẳng tìm được đồ ăn. Jacob nghe bên Ai Cập có lúa mì thì sai tổ phụ ta qua đó lần thứ nhất. Đến lần thứ hai, anh em Joseph nhận biết người và Pharaoh mới biết dòng họ người. Joseph bèn sai rước Jacob là cha mình và cả nhà, cộng là 75 người. Vậy Jacob xuống xứ Ai Cập rồi chết tại đó, và tổ phụ chúng ta cũng vậy. Sau được đem về Sichem chôn nơi mộ mà Abraham đã lấy bạc mua của con cháu Hemo quê ở Sichem. Nhưng gần đến kỳ phải ứng nghiệm lời hứa Đức Chúa Trời đã thề với Abraham, dân cứ sinh sản và thêm nhiều lên trong xứ Ai Cập, cho đến khi trong xứ đó có một vua khác dấy lên chẳng nhìn biết Joseph. Vua này dùng mưu hại dòng giống và hà hiếp tổ phụ chúng ta, ép phải bỏ con mới sanh hầu cho sống chẳng được. Trong lúc đó, Môi-se sinh ra, người sinh tốt khác thường, được nuôi trong 3 tháng tại nhà cha mình. Khi người bị bỏ thì con cái Pharaoh vớt lấy, nuôi làm con mình. Môi-se được học cả sự khôn ngoan của người Ai Cập, lời nói và việc làm đều có tài năng. Nhưng lúc người được đầy 40 tuổi rồi, trong lòng nhớ đến muốn đi thăm anh em mình là con cái Israel. Môi-se thấy có người hà hiếp một người trong đám họ, nên binh vực kẻ bị hà hiếp và đánh người Ai Cập để báo thù cho. Người ngờ anh em mình chắc hiểu rằng Đức Chúa Trời dùng tay mình giải cứu họ, nhưng họ chẳng hiểu.
đến ngày sau, chúng đang đánh lộn với nhau thì người đến gần mà giải hòa rằng: Hỡi các ngươi, đã là anh em sao lại làm hại nhau vậy? Kẻ đang ức hiếp người lân cận mình xô Môi-se ra mà rằng: Ai đã lập ngươi lên làm quan cai trị và quan xử đoán chúng ta? Há ngươi muốn giết ta như hôm qua đã giết người Ai Cập sao? Môi-se vừa nghe lời đó thì trốn đi ở trong xứ Madian. Nơi đó người sanh được hai con trai. Cách 40 năm, một thiên sứ hiện ra cùng người tại đồng vắng núi Sinai, trong ngọn lửa nơi bụi gai đường cháy. Môi-se thấy vậy lấy làm lạ về sự hiện ra đó, đang áp lại để xem cho gần hơn thì nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Jacob. Môi-se run sợ chẳng dám nhìn xem. Chúa bèn phán rằng: Hãy cởi giày ở chân ngươi ra, vì chỗ mà ngươi đứng đó là một nơi đất thánh. Ta đã đói xem và thấy cảnh khó khăn của dân ta trong xứ Ai Cập. Ta đã nghe tiếng than thở của chúng nó và xuống đặng giải cứu. Bây giờ hãy đến, đặng ta sai ngươi qua xứ Ai Cập. Môi-se này là người họ đã bỏ ra và rằng: Ai đã lập ngươi lên làm quan cai trị và quan đoán xét chúng ta? Ấy là người mà Đức Chúa Trời đã sai làm quan cai trị và đấng giải cứu, cậy tay một thiên sứ để hiện ra với người trong bụi gai. Ấy là người đã đem họ ra khỏi, làm những dấu kỳ phép lạ trong xứ Ai Cập, trên biển đỏ và nơi đồng vắng trong 40 năm. Ấy là Môi-se này đã nói cùng con cái Israel rằng: Đức Chúa Trời sẽ dấy lên trong hàng anh em các ngươi một đấng tiên tri giống như ta. Ấy là người trong dân hội tại nơi đồng vắng đã ở với thiên sứ, là đấng phán cùng người trên núi Sinai và với tổ phụ chúng ta. Người lại nhận lấy những lời sự sống đặng trao lại cho các ngươi. Ấy là người mà tổ phụ chúng ta không chịu vâng lời, đã bỏ người đặng nghiêng lòng về xứ Ai Cập và nói với A-rôn rằng: Hãy làm các thần đi trước chúng ta, vì về phần Môi-se này là người đã dẫn chúng ta ra khỏi xứ Ai Cập, chẳng biết có điều chi xảy đến cho người rồi. Trong những ngày đó, họ đúc một tượng bò con, dâng tế lễ cho tượng và vui mừng về việc tay mình làm nên. Đức Chúa Trời bèn lìa bỏ họ, phú họ thờ lại cơ binh trên trời, như có chép trong sách các đấng tiên tri rằng: Hỡi nhà Israel, vậy có phải các ngươi từng dâng con sinh và của lễ cho ta trong 40 năm ở nơi đồng vắng, khi các ngươi khiêng nhà trại của Moloch và ngôi sao của thần Ramphan, tức là những hình tượng mà các ngươi làm ra để thờ lại chăng? Ta cũng sẽ đày các ngươi qua bên kia Babylon. Đền tạm chứng cớ vốn ở giữa tổ phụ chúng ta trong đồng vắng, như Chúa đã truyền lệnh cho Môi-se phải làm y theo kiểu mẫu người đã thấy. Tổ phụ chúng ta đã nhận lấy đền tạm ấy, rồi đồng đi với Giô-suê đem vào xứ họ đã chiếm lấy của các dân mà Đức Chúa Trời đã đuổi khỏi trước mặt họ. Đền tạm cứ ở đó cho đến đời vua David, là người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời và xin ban một chỗ ở cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Kế đó, vua Sa-lô-môn cất cho Chúa một cái nhà. Nhưng đấng rất cao chẳng ở trong nhà bởi tay người ta làm ra, như đấng tiên tri đã nói: Chúa phán trời là ngai ta, đất là bệ chân ta, nào có nhà nào các ngươi cất cho ta, có nơi nào cho ta yên nghỉ chăng? Há chẳng phải tay ta đã dựng nên mọi vật này chăng? Ở những người cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì kia, các ngươi cứ nghịch với Đức Thánh Linh hoài. Tổ phụ các ngươi thế nào thì các ngươi cũng thế ấy. Há có đấng tiên tri nào mà tổ phụ các ngươi chẳng bắt bớ ư? Họ cũng đã giết những người nói tiên tri về sự đến của đấng công bình. Và hiện bây giờ, chính các ngươi lại đã nộp và giết đấng đó. Các ngươi đã nhận luật pháp truyền bởi các thiên sứ, nhưng không giữ lấy. Chúng nghe những lời đó thì giận trong lòng và nghiến răng với Ê-tiên. Nhưng người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu đứng bên hữu Đức Chúa Trời, thì người nói rằng: Kìa, ta thấy các tầng trời mở ra và có người đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai lại, cùng nhau chạy a lại, kéo người ra ngoài thành rồi ném đá người. Các kẻ làm chứng lấy áo sống mình để nơi chân một người trẻ tuổi kia tên là Sao-lơ.
chúng đang ném đá thì Ê-ti-ên cầu nguyện rằng: Lạy Đức Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn tôi. Đoạn, người quỳ xuống kêu lớn tiếng rằng: Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ. Người vừa nói lời đó rồi thì ngủ. Thi Thiên 123. Tôi ngước mắt lên hướng cùng Ngài, hỡi đấng ngự trên các tầng trời. Mắt kẻ tôi tớ trông nơi tay ông chủ mình, mắt con đòi trông nơi tay bà chủ mình thế nào, thì mắt chúng tôi ngưỡng vọng Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi thể ấy, cho đến chừng nào Ngài thương xót chúng tôi. Đức Jehovah ơi, xin thương xót chúng tôi, xin thương xót chúng tôi, vì chúng tôi quá chán sự khinh dễ. Linh hồn chúng tôi quá chán sự nhạo báng của kẻ ăn giật và sự khinh dễ của kẻ kiêu ngạo. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.